Đặc biệt vì từ lâu mà thậm chí là chưa bao giờ có một hội muộn của các thầy đờn sân khấu cải lương cùng hòa nhịp tấu lên những cung bậc tình cảm gợi nhớ, gợi thương của lòng người nghệ sĩ. Và hôm nay, năm thầy đờn tài hoa vừa được vinh danh qua cuộc hội muộn này sẽ cùng biểu diễn những giai điệu rộn ràng, tha thiết, tươi vui của bài Sương Chiều. Kính mời quý khán giả sẽ cùng lắng nghe các thầy đờn mà tấu bài Sương Chiều cùng với sự hỗ trợ của ban nhạc cải lương, nhà văn hóa thanh niên. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Thank you.